Vậy em làm gì cho anh nha? Anh muốn muốn gì? Không biết, anh muốn cắm bóp á, bóp á. Thì bóp này, mày buông hai tay xuống tôi mới bóp được chứ. Em bóp cái chỗ đầu, bóp kia cái đầu của anh nha. Dạ ông nội, từ cái đầu nha, nhẹ nhẹ thôi. Thì bóp đang ấy cái đầu thì bóp cái đầu chứ bóp cái gì cha. Đúng rồi, bóp cái đầu á, nhẹ nhẹ thôi. Chứ mạnh quá. Từ từ. Nằm im hưởng thụ đi, ở đó mà nói chuyện hoài à. Ê, mà cỡ này không biết sao da ông sạm dữ à. Sạm mà mụn nhiều lắm luôn á. Bộ yêu nhiều lắm hay gì cha? Đâu có yêu đâu, lâu đụng ngày vô mặt nóng hổi gì ông nội? Vì sao lâu ngày nó tích tụ lại á, đập ra nó nóng. Nó mụn. Nóng nó trời, coi kìa mặt hầm thấy ghê quá vậy. Coi nè, nám hết trơn chết rồi. Thì đúng rồi. Tàn quá, từ từ. Ít nhất phải cho người ta ra, đúng không? Từ đó lúc mà không gặp tôi tới giờ sao tàn dữ vậy không biết. Thì đúng rồi, lâu ngày cũng được ra nó vậy á, giờ phải cho nó ra. Bóp. Đây nè, nó bóp nè ông nội. Bóp mụn như nó ra, nó mới đẹp trai lại. Vậy nặng mụn luôn phải không? Thì thấy cái gì bóp được bóp đi. Rồi nằm ít nhóc một xíu, ít nhóc một xíu. Tôi nhớ đầu tôi đâu có mụn đâu mà ta. Nè, trên trán quá trời luôn nè. À, cái đầu trán ha. Nó lên quá trời luôn rồi nè, 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 bên đây nó quá trời luôn. Để nặng cho ông coi, trời ơi, nó lên cả cây luôn nè ba ơi. Đây nè. Gà, giờ mở coi. Cả cây luôn, thấy chưa? Ờ, tôi tưởng cái đầu kia đâu có mụn đâu. Coi, để tôi coi coi, tôi lấy nó nặng rồi tôi massage cho. Tại cái này là công ngon, hồi nãy giờ là ông bo tôi hơi nhiều đó. Cái này là làm phi cho ông đó. Nè, đó, trời quá trời quá đất luôn. Thì có qua có lại thôi. Thì đó, nhờ ông bo đó, chứ không hồi nãy giờ tôi cũng có rảnh đâu đứng đây ông nặng mụn cho ông. Cha. Bởi vì ta nói có tiền sướng lắm, có tiền là có tất cả mà. Ôi mà ông chạy xe mà tiền dữ vậy trời. Rồi, tôi vừa chạy tôi vừa chụp hả? Vừa chạy vừa chụp nước ghê vậy? Tôi làm cái tập đoàn nước ngoài mà bà. Trời ơi ghê thiệt. Mụn quá cho mụn luôn nè ba ơi. Lúc này ba yêu con đương gì nhiều lắm nè. Có lên đầy hết trơn mặt nè trời. À, phải nâng niu cái đầu của tôi hiểu không? Thì tôi lắc thôi. À, lắc. Thì cái chỗ nào có mụn tôi lắc qua cho ấy để dễ nặng. Em phải vuốt từ từ, vuốt cho cái đầu anh nó thẳng lên. Vuốt vậy cái đầu ông nằm ngược ngạo của người ta rồi vuốt gì nữa. Muốn thì tìm cách, cũng tìm lý do. Nè quá, trời quá đất luôn nè. Em phải vuốt phải không? Em phải vuốt cái nào, vuốt lên, vuốt xuống. Sao đau quá vậy? Thì nặng mụn mà, ông mụn quá trời luôn nè. Nè, mụn nhiều lắm á. Chắc mốt con lại đây mụn hoàng á. Nó quá trời mụn luôn, nó gồ lên hiểu không? Nó gồ cục cục luôn. Làm ngay lời coi, trời ơi ông nội. Bà anh nói cái gì á, có tiền á là làm cho nó thoải mái. Còn em á mà làm không có tiền á cho em á thì em làm đau lắm. Sao nữa? Nè. Sao? Cho em nè, làm nhẹ cho anh. Đó, em muốn mua nhiều. Nhưng được hết cọc đó còn nhiêu vậy? Chắc cũng còn vài chai á, 5-7 triệu gì á. Ở 5-7 triệu hả? Ừ. Thì cho hết cọc đó đi. Giàu mà, trời ơi, vậy sao giàu quá trời luôn mà. Thường em. Có 5-6 triệu mà đặt. Nè, bây giờ cho em hết, đúng không? Em làm cho anh sướng nha. Ừ. Nè, uy tín nha. Dạ ông nội. Nè. Đó, giữ nha. Đi, giữ mà xài không đi. Có đếm uy tín là tôi không có đếm. Để đó. Anh cũng không cần đếm nữa. Dạ, nằm em nha. Anh xa anh nha. Tiền mới rút ngân hàng nha mà. Dạ, biết không giàu mà. À, em thôi. Thôi. Rồi, cái gì vậy? Chạy xe. Gì có 12 ngàn vậy? Mà khuyến mãi 50% là còn 6 ngàn. Chạy khúc có 6 ngàn hả? Ừ, thôi. Rồi giờ chạy hả? Thôi, giờ đi kiếm 6 ngàn em ơi. Vì chưa xong mà. Thôi, 6 ngàn quan trọng hơn. Đi kiếm tiền quan trọng hơn em. Thôi anh đi. 6 ngàn. Trời ơi, khúc 6 ngàn hả trời? Đi. Trời ơi, khúc 6 ngàn mà cho mấy triệu bạc luôn. Trời ơi, đi mạnh khỏe nha, nào không mấy lại móc vé tiếp nha. Rồi, ok. Rồi, mở cửa cho đi về nè. Đi chở đối tác. Rồi, đi chở đối tác đi, có 6 ngàn cũng đối tác luôn. Rồi, thôi mà bo kiểu này. Bo kiểu này thì kiểu nào cũng được. Bye bye nha.